Pokemon. Rồi, thế thôi. Các bạn về nhà ghép cho mình cái như này. Ở đây thì mình không bàn đến cái khó về cái cách làm mà các bạn nên tự mỉ tỉ mỉ một này. Thứ hai là thời gian quản lý phải tốt này. Thứ ba là làm phải nhanh. Bởi vì bọn em làm mỗi người có lẽ là sẽ có người làm mất khoảng độ 30 phút trả xong ấy. Cái cách làm ấy thì mình làm cái này ấy chỉ có cách là làm càng nhiều thì càng nhanh thôi. Nhờ. Chứ còn đấy anh bảo em đúng từ khi từ A đến B. Đây mới chỉ là một cảnh, nếu bạn làm hoạt hình thì mệt lắm. Em thích quẩy nào cũng được mà. Em thích TikTok nào có hết trong này mà. Nó phải tự hiểu. Đâu mất rồi nhỉ. Rồi tí nữa nó lên đấy. Hoặc là nó đang uống nước thế này đấy. Ok, đấy là cái thằng quản lý keyframe. Các bạn hôm trước có làm được cá cước này không nhỉ? Yeah. Cám rồi à. Swap layer nhá. Swap layer là cái gì nhỉ? Swap layer là hoán đổi vị trí của layer với nhau. Giả sử như là đây này. Giả sử như là các bạn thấy là đây là một cái file gốc là như thế này. Đây là cái video gốc. Anh thu tiền cho đại ca chưa? Ông chửi quá trời kìa. Đúng không? Thì bây giờ anh sẽ dùng một số kỹ thuật ở trong After Effects để anh thay cái ảnh của anh vào đây. Và em thể thấy là cái kết cấu tạo của cái file này là gồm có một cái video, một cái bài hát âm thầm bên em, một cái kỹ thuật 3D checker để tìm kiếm góc nghiêng của cái này, và một cái ảnh haha. Và cái ảnh haha này chính là cái ảnh mà các bạn cần thay để thành tên các bạn vào. Có hiểu không nhỉ? Ví dụ như bây giờ anh đang có cái file nhá, nó dùng cái ảnh haha này. Đấy, ở trên địa rồi, lỗi rồi. Đây chẳng hạn. Bây giờ bọn em thay cái ảnh khác đây chẳng hạn. Thì làm nào thay cái ảnh khác vào cái ảnh này. Cái ảnh này đang trồng bên trên này. Nó có vị trí tất cả mọi thứ đều ok rồi. Mình phải lấy cái ảnh khác để mình thay vào. Đây, ví dụ anh lấy một cái ảnh khác nhá. Muốn thay cái ảnh khác vào cái vị trí này thay kiểu gì? Chọn cái ảnh đang ở trên com giữ an, kéo cái ảnh trên footage thả vào. Thay đây đúng không? Đấy. Ở đây thì bọn em sẽ không lấy cái ảnh khác, mà bọn em phải lấy đúng cái ảnh này. Và bọn em phải lấy đúng cái ảnh gì nhỉ? Cái ảnh mà nó có kích thước giống hệt như cái ảnh mẫu đấy nhỉ? À, hình vuông này. Chúng em sửa này thành đây này, bọn em sửa cái này thành tên của bọn em này. Sau đó nhập nó vào trong cái gì nhỉ? Trong After thay vào được. Nếu bọn em thấy cái này không dễ thì bọn em làm thay cái khác. Bọn em tập thay cái này, photo album này. Nhưng mà photo thay được cái photo album này thì nó hơi lâu. Vì nó nhiều thứ quá, các bạn thấy không? Ví dụ như này nhá, đây này, nó bảo là replace your photo, tức là thay cái ảnh của bạn ở đây. Bây giờ biết nó ở đâu mà thay. Thay biết rồi, giữ an rồi, nhưng mà các bạn thấy trên cái com này ấy, có cái ảnh nào để thay không? Không. Bởi vì cấu tạo của một com lớn được tạo ra từ nhiều com gì nhỉ? Com nhỏ. Thì bạn phải tìm được cái gì? Com nhỏ. Bạn phải làm, bây giờ mình thấy nhá. Cái nào là cái com chính trong này nào? Đây là cái chỉnh màu. Cái tên nó là skin main đúng không? Main là chính đây, cảnh chính đây, skin main. Kích đúp vào cái này sẽ có nhiều cái gì nhỉ? Nhiều com nhỏ. Mỗi com nhỏ này sẽ là một cái gì nhỉ? Một cái ảnh rơi xuống. Bây giờ làm sao vào trong com nhỏ này nữa? Lại kích gì? Kích đúp. Vào trong này các bạn thấy lại đến cấp nhỏ hơn nữa đúng không? Thấy có cái nào photo chưa? Photo JPEG hay là photo texture? Photo JPEG đi. Texture là chất liệu rồi, có lẽ cái này các bạn sẽ nhập cái ảnh các bạn vào đây. À, các bạn giữ an kéo thả vào đây cũng được. Thấy không? Hoặc là các bạn giữ an kéo thả vào đây cũng được.
Thì lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây nó thay thì ra bên ngoài này ấy. Các bạn sẽ thấy thành như này. Có đúng không? Bởi vì cái một cái com chính được tạo ra từ nhiều com nhỏ. Com nhỏ này được tạo ra từ một cái bóc bóc tách ra như thế. Thử thay xem. Đấy nhá. Replace. Ok, để tiếp mục thứ bài số 5 nữa. Tiếp bài 5 này, làm việc với Solid, Timeline và Adjustment Layer. Méo thì phải đổ màu tự có mà. Đây. Đây như này, các bạn sẽ nghiên cứu phần bài 5 là làm việc với Timeline Solid Adjustment Layer. Các bạn sẽ làm những gì trong bài này? Các bạn sẽ phải làm phần 1 là Adjustment Layer, phần 2 là Map, phần thứ 3 là xé quần, phần thứ 4 là làm chủ Solid. Các bạn ghi mục Adjustment Layer. Adjustment Layer là layer gì? Layer điều chỉnh. Layer điều chỉnh. Hả? Tab số 4. Đáng sợ đấy. Trong phần Adjustment Layer này thì các bạn hiểu bản chất nó, các bạn làm nhiều cái lắm. Mình thử cho các bạn xem một cái như này. Cái này là làm dần dần lên. Ồ. Nặng nhỉ. Cái này ấy, mình phân tích ra có bao nhiêu lớp? Một lớp nền này, một lớp 2, 3 lớp, một lớp màu trắng là 4 và một lớp mờ này là 5. Lớp mờ này tưởng tượng như là một cái kính mờ nó chạy qua mắt các bạn. Thì đây là layer adjustment. Đơn giản là trong phần mềm Photoshop ấy, để một cái hình nó mờ thì các bạn có cái gì nhỉ? Vùng chọn ở dưới ạ. Filter, blur và Gaussian blur thì nó mờ phần này. Nhưng mà AE thì không có. Muốn nó mờ trong AE ấy, các bạn cũng có thể mờ được, nhưng mà nó không mờ một phần được. Nó sẽ mờ hết. Ví dụ như các bạn mở cái này lên. Mình sẽ kéo vào trong AE. Bây giờ các bạn tạo com. Các bạn trong trường hợp bài này nhá, thì các bạn đừng tạo com từ footage. Bởi vì footage nó ra được lớn không? Nó tạo mấy nghìn đấy nhỉ? 3840 pixel. Nếu mà các bạn bấm đây sẽ tạo ra một con mới có thể là 873 x 480. Nhưng mà nếu mà kéo từ đây, kéo thả vào đây sẽ ra một cái con có kích thước là mấy nghìn nhỉ? Giống hệt như footage. Nếu mà bạn làm cái con này nó nặng kinh khủng. Thì trong trường hợp bài này nên tạo một con mới ra. Thế vậy làm sao để tạo ra được một con mới có kích thước cái gì nhỉ? Tỷ lệ cái này. Hiểu tỷ lệ không? Nó không thể nào to bé được, ví dụ nó cùng là bé hơn nhưng mà nó phải tỷ lệ, lúc ghép thằng kia vào thu bé nó hợp lý chứ. Ví dụ bạn tạo một cái con mới ra như thế này thì cái này có kích thước là 3000, bây giờ mình sẽ ấn Ctrl K. Cái kích thước này các bạn có thể là mẹ ấn mẹ nó chia 3, Enter. Ô nhầm, cái này ấn Ctrl K xong rồi sửa này là cái gì nhỉ? Chia gạch mấy nhỉ? 4 đi. Thấy không? Thành 960. Mà này hơi hay luôn. Em tự em chia đấy. Dựa em muốn bằng 1 phần 4 ấy. Thì em hiểu nhá. Bây giờ ví dụ ấy. Bây nhìn này. Cái com này, cái video này là 3480 pixel.
mình kéo thả ở đây sẽ tạo ra một cái com có kích thước giống hệt nó là cũng 3480. Nếu mà mình cứ thế này mình làm ấy thì thấy không, nặng vãi xít đấy, nặng. Bây giờ ấy, mình muốn cho cái gì nhỉ, nó bé như này, hoặc là mình muốn cái com này nó bé đi, thì các bạn sẽ ấn Ctrl K sửa lại, sau đó mình thay đổi cái giá trị này, ví dụ như bằng 5 thì các bạn sẽ ấn gì nhỉ, gạch mấy 5 thì chiều rộng nó sẽ chia cho 5, thì là nó sẽ ra một cái gì nhỉ, ấn OK ấy. Nó sẽ ra cái com mới có kích thước là mấy nhỉ, 768. Thì đương nhiên là kích thước của con nó bé như này thì cái layer nó ban đầu nó sao nhỉ, nó bị to hơn đúng không, hiểu chưa? Đâu thì các bạn phải sao thu bé lại đấy, đúng chưa? Còn đây là cái kích thước chuẩn của cái layer này. Đây là mình phải cho cái con bé, có hai cách để các bạn cho nó bé nhé. Anh chỉ cho các bạn này. Một đấy, ví dụ như anh không may anh tạo một cái con to vãi chưởng 10.000 pixel, lần đầu tiên có bộ phim là gì nhỉ, 10k đấy, 10.000 và 17.000 pixel rất to. Khi bạn tạo cái này ra xong bạn nhấc một cái gì nhỉ, video có kích thước là 3.000 thả vào ấy thì nó bé như này, tưởng tượng ra đúng không, nó nhiều ghép sốt thôi. Bây giờ ấy, giả sử như là mình muốn cho cái com này nó bé đi phù hợp với cái này thì bạn phải ấn lệnh gì, Ctrl K. Nhưng mà Ctrl K là nó thu bé, không hiểu không? Ví dụ như cái này để đây nhá, ví dụ như đây giữa màn hình này, đây giữa màn hình này, thì nếu mình để đây mình ấn Ctrl K thu bé cái layer này xuống còn bao nhiêu nhỉ, 2.000 hoặc là 3-4.000 đi, thì các bạn sẽ thấy là nó ra nhỉ, nó thu vào giữa, thì là mình sẽ phải xếp lại layer này. Nếu mà trường hợp khác là anh có hai layer chẳng hạn, anh Ctrl D lên anh đặt layer ở đây và Ctrl D nữa một layer ở đây, thì các bạn sẽ có một cái com có ba cái này. Bây giờ mình thu bé lại thì bây giờ làm sao để biết thu bé được này được, thì trong trường hợp mà các bạn có một cái layer và muốn cái com bé đúng bằng cái layer đấy thì các bạn sẽ dùng crop. Trong Photoshop cũng có đúng không, Photoshop thì nó cắt sướng vãi, kiểu quẹt quá là các bạn có ngay phần này ngay đấy. Nhưng mà trong này ấy, các bạn muốn được thì các bạn phải dùng region of intercept. Region of intercept cho phép các bạn khoanh một khu vực trên này vào composition trim com to region of intercept, thì nó sẽ có cái com bằng đúng khu vực này, hiểu không? Tức là cắt com ấy, cắt com trong khu vực các bạn thích ấy. Đưa máy lên cài cho mai anh dạy cho, anh cho ghi dài dài tí là anh làm đây. Đấy nha, các bạn muốn cắt con trong một khoảng các bạn thích ấy, thì các bạn dùng region of intercept. Mở máy lên. Hiểu nhá, phải hiểu nhá, không phải là ghi vẹt đâu nhá. Để cắt một cái diện tích cái con trong một khoảng bạn thích ấy, thì các bạn dùng region of intercept. Region phát âm chuẩn chưa? Ở internet nhầm. Rồi tưởng con MacBook giật cả mình, nó ra con đeo mày thế. Eo ôi. Ok. Được chưa? Ghi hình này vào. Cách sử dụng thì các bạn khoanh chuột lấy một diện tích các bạn thích. Có đúng đây là con gốc của nó như này đúng không? Còn đây là cái phần mới các bạn lấy. Sau khi xong vào composition cắt com bằng cái region of intercept. Hiểu chứ? Mắt không biết là mắt to bẩm sinh như là học bài này mắt phải to. Đợi dạ cho nó ghi nó anh ấy xem này. Bị lỗi gì sốt à? Bị sao? Vấn đề gì? Nó không, không được hả? Ôi trời ơi. À rồi rồi ok. Cái này thì có lẽ là nó không phải là một sốt đâu. Em thử update lên. Thôi rồi.
cài cho em. Đấy nhá, ray crop con through radian of intercept. Đấy thì cái bài này các bạn nó to hay bé thì các bạn có thể thích chỉnh nào các bạn chỉnh tùy. Không nhất thiết là các bạn cứ phải dùng tỷ lệ, các bạn thể cắt theo nào bạn thích. Dụ anh cắt này đi, cái này là bây giờ com là kích thước mới là bao nhiêu nhỉ? Cái com này ui 5 lít à. Thích bé thì bạn cho layer này bé lại tí. Mình sẽ khoanh lại một lần nữa. Nhắm cố gắng này. Ui giời, đó xong composition. Thì cái con mới sẽ là bao nhiêu nhỉ? Theo 1 2 4 4 thì bao nhiêu? Thế nhá. Sau khi được cái này rồi thì các bạn sẽ nghiên cứu cái kỹ thuật là cho nó blur. Thì blur một layer trong Photoshop đơn giản. À nhưng mà bài này các bạn hai cái cắt. Nhìn này. Cái video mà anh đưa cho bọn em ấy là khởi đầu của video nó là gì nhỉ? Nó là màu đen. Xong dần dần nó mới sáng này. Các bạn nhìn thấy không? Thì bọn em sẽ phải làm từ một cái khoảng thời gian nào đấy trong cái video này chứ không được làm ở thời gian đầu, thời gian cuối. Ví dụ như là nó anh thích khoảng từ 20 giây đến khoảng bao nhiêu nhỉ? 30 giây. Thì làm nào lấy được một cái khoảng thời gian từ 20 giây đến 30 giây để làm việc. Ví dụ như cái cả cái com này nó đang dài bao nhiêu giây nhỉ? Kéo phải đâu? 1 phút 10 giây. Mà mình chỉ muốn lấy từ giây số 20 đến giây số 30. Thì các bạn sẽ chơi trò là kéo cái bắt đầu ở đây. Và kéo cái gì nhỉ? Kết thúc ở đây. Thì cái này chuột phải đây. Bây giờ mình lúc nãy là mình cắt theo cái vùng chọn. Còn đây là mình trim com to work area, tức là cắt cái diện thời gian của com trong khu vực các bạn lấy. Thì nếu bạn bấm này nhá, thì cái com của mình chỉ dài mấy giây ạ? 10 giây. Đúng không? Đấy, lấy kiểu này được. Mà ngày xưa mình các bạn làm cái bài mà học sinh chưa nhỉ? Cái bài mà cái lớp học ấy. Bye.
layer trong đó có tác dụng là bạn phải lưu giữ
Thank you.